Rồi, hello, hello cô chú anh chị. Bữa nay ngày 2 tây tháng 10 ha, trại bò Phong Ba Tri xin kính chào anh chị nha. Đó thì 2 ngày rồi em vắng mặt cô chú anh chị, không có bò cả nhà. Thì bữa nay em có gom được cái lô bò nhỏ nhỏ này, mấy con bò ít tiền thì em lên cho cả nhà mình xem ha. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu mua bò có liên hệ số điện thoại em để màn hình nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ha. Anh chị cô chú gần xa nhu cầu cứ có gần cứ đến trực tiếp xem bò và mua nha cả nhà. Hết bò là cả nhà ơi, cô chú anh chị ơi ha. Nãy giờ em ngồi em mới đứng dậy nha. Đó thì em đang đứng xa 10 mét. Cái lô bò nhỏ tiền, ít tiền cô chú anh chị ha. Đó thì quý cô anh chị cũng vậy, cũng cũng như là đang tìm bò để mua hay là chưa có cần để mua thì cô anh chị cứ xem ha, xem là tham khảo giá cả thị trường thì anh chị nào ưng bò thì cứ chốt nha. Đó thì em sẽ cập nhật cái lô bò bữa nay, cái lô bò ít tiền nha cô chú anh chị ha. Bữa nay gồm 7 con thì phải, 2 4 6 7 con bò ít tiền ha. Giá cả cực kỳ yêu thương. Thì anh chị cô chú gần xa nào mà có nhu cầu thì cứ nán ít phút mình xem hết clip này thì cô chú anh chị ưng cô chú anh chị cứ gọi cho em nha. Đó. Bò này, cái lô bò này em đo chiều cao nó từ 8 tấc đến 9 tấc cô chú anh chị mình nha. Đó thì em báo cái dao động như đi ha. Con nhỏ nhất là 8 tấc ha. Chân cẳng móng thì nói chung là ok, bò hoàn thiện hết, ăn uống giỏi lắm cả nha. Để hồi em giục bó cỏ vô cho ha. Ăn uống thì nó cả nhà thấy là cái bữa hổm em có mấy con hổm á. Cả nhà thấy em giục cỏ vô nó ăn nó xả cả nhà, dơ mới vừa dội sạch nè ha. Ăn nó lâu tùm lum, hình là không có bỏ. Bò này anh chị bữa không thấy nước ăn uống thì cho anh chị khỏi chê rồi ha. Đó, giá cả này kia nọ thì mặt mày cũng lanh lợi ha. Em sẽ quay cho cả nhà mình xem ha. Thì trong đây nó có 4 con nhỏ và 3 con bự. Thì em mới vừa làm dấu cả nhà. Em mới vừa xịt sơn nè. Đó, cái con sơn xanh là cả nhà một thấy một con không? Hai con ha. Đó, sơn xanh đó. 3 con nè. Với con này nó là đứng, nó đứng cái này phấn này em xịt dưới đít cả nhà. Đó, thấy không? Có con đường xanh đó thấy không? 4 con nha cả nhà, 4 con nhỏ ha. Đó có 4 con nhỏ đó. Đây nè, đó 4 con nhỏ và 3 con lớn nha cô chú anh chị. Hen, 3 con lớn thì em không xịt, đó 3 con lớn đứng ngay góc á, đó. Hai con đứng sát với con đứng sau đít á, đó. Nè 4 con nhỏ nè. Nó cũng đều lắm thì anh chị cô chú nào mà mua hết nguyên lô 7 con cũng được, mà anh chị mà mua 3 con, anh chị mua 4 con cũng được ha. Thì em xịt la, em phân la cho dễ nha. Nè. Sơn em xịt em mới còn bỏ chai đó. Tính xịt 4 con màu xanh và 3 con màu đỏ mà thôi vậy có 3 con này khỏi xịt mình cũng biết rồi ha. Đó là 3 con đứng chung nè, đó. 4 con đứng chung nè ha. Thì 4 con này nè em đo chiều cao nó tầm 8 tấc nha cô chú anh chị, 8 tấc trở lên ha. Có con thì 7 tấc 9 8 tấc gì đó. Trong quá trình mà bò bị không có cột á, thả đi tới lui trên lọt cũng khoan cô chú anh chị thông cảm ha. Còn mấy con này chắc tầm 8 tấc mấy 9 tấc hết nè, ba con này nè ha. Thì giá công khai cho cô chú anh chị mình ha. Bữa nay bò cực kỳ thương. Thì 4 con 8 tấc này cô chú anh chị ha, bán giá công khai cho cô anh chị mình 4.200.000 một con ha. 4.200.000 nha cô chú anh chị. Đó anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ ha. Còn 3 con lớn này cô chú anh chị ha, 3 con lớn này bán cho cô anh chị mình 5.500.000 một con ha. 5.500.000 á, thì cô chú anh chị mình có ơn cô anh chị cứ liên hệ số điện thoại để màn hình ha. Địa chỉ của trại thì em có nhắc rồi ha, thì quý cô anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ nha. Đó rồi ha, em xin lỗi cô anh chị nãy giờ em nghe điện thoại ha. Thì quý anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ số điện thoại màn hình ha. Giá cả thì em có cập nhật rồi á, giá cả chiều cao em cập nhật hết rồi. Anh chị coi mà ví dụ như ưng cái nào cô anh chị cứ tua đi tua lại mà xem ha. Giá cả chiều cao mà em sẽ quay sơ sơ cả nhà mình xem ha. Nói chung bò thả gì nè em quay cũng không có được kỹ không, thì cô chú anh chị mình xem có gì cô anh chị mình chịu khó xem tới xem lui giùm em ha. Đó. Để cho nó chạy qua chạy lại coi. Đứng đứng sụt lên. Nè đó, cả nhà mình thấy em quay thì quay tổng tổng hợp chung ha. Nó chân cẳng móng nè nó đi tới luôn đàng hoàng ha. Nói chung bò ít tiền cả nhà. Em nhắc lại cô chú anh chị ha, tiền nào có lấy nha, ít tiền ha. Chứ chứ đừng có nói mà chơi khen bò nhỏ bò bự kia nọ thì cả nhà mình thấy rồi. Con mấy triệu rồi, để em coi cái mấy đực mấy cái chưa biết nè, một con đực nè. 2 con đực nè, 3 con đực nè, 3 con bò lớn là 3 con đực hết cô chú anh chị ha. Còn 4 con bò nhỏ là 3 con bò cái và 1 con bò đực ha. Đó 4 con bò nhỏ nè cả nhà, 3 con bò cái nè. Đó
con bò đực đó em có sơn á, bốn bò nhỏ là em nhắc cô chú vậy lại là em có sơn xanh nha, chứ để cô chú anh chị chốt là em giao là cô anh chị mình nhìn không rõ lộn bò này kia nọ ha. Đó, bốn bò nhỏ là em sơn xanh, ba con bò nhỏ là em không có sơn ha. Ba ấy ba bò lớn là em không có sơn chứ, xin lỗi đó nha. Đó, ba bò lớn không sơn, còn bốn bò nhỏ có sơn xanh nha. Thì quý cô chú anh chị mình ơn cái lô nào cô anh chị cứ alo cho em lô nấy ha. Bò này thì nói chung hỏm lại em về bao nhiêu là em bán, thiếu bán cô chú anh chị, dạ khách rất là chịu nha. Thì nói chung hồi trước giờ đó luôn, bò này là đi bê thui không à, đi cạo cho lò là kia nọ, thì em quay lên là vô tình cô anh chị mình chịu mua hàng ít tiền thì quá thằng lái mới quay cho cô anh chị mình ha. Đó, chứ hàng này đó giờ thì ít có lên đó. Thì những anh chị hôm nay nói chung gọi rất là nhiều ha, hỏi bò nhỏ rất nhiều nhưng mà thật sự mua không có nha. Như đây là em gom hai ngày đó, hai ngày qua là em không có lên con bò nào hết, là em mua em gom mà cơm không có bò nữa. Cả nhà thấy hai ngày mà mua bảy con bò nhỏ thì tình độ quá ta dở rồi, không có bò để mua ha. Đó thì bữa nay nói chung hai ngày không có lên, nhớ cô anh chị quá trời luôn. Thì bây giờ em lên thì cô anh chị mình cái nào thì chốt lấy ha, nhanh tay ha. Đó, số lượng có hạn đó, giá cả cực kỳ thương. Hang thị này có cơm cạnh căn thừa đâu đó ha. Thì cỏ rác còn dư cả nhà, không cần chuồng trại gì hết. Cái này mà cả nhà có cái mảnh vườn sao mà ví dụ cỏ lên nhiều thì cũng vậy, mua cái việc vừa thả đó là tự ăn tự lớn tự sống, là chứ nó không cần ấy gì hết ha. Đó, chứ không cần chuồng trại hết. Cả nhà thông cảm cái xe ông lên cho cỏ ngang cái mô nó hơi lớn, cả nhà nghe ổn thông cảm cho em ha. Đó, thì đây thì giá cả này kia nọ, bò thì ok ha, rất là ok. Đó nè, tiền nào có nấy cả nhà. Ba con lớn thì giá khác, còn bốn con nhỏ thì giá nó khác đó. Anh chị quý cô anh chị cô chú thì ơn cái nào thì mua nấy, bò nào nấy quý vị nha, cũng nói chung cũng được tương đối cả nhà. Này thì mua mà nuôi để dành tới đám tiệc này kia nọ cũng ngon ha. Đó, đám tiệc mà mặn, trời ơi, đám tiệc mà mặn con hay con gì dữ dội luôn á, nổi tiếng luôn á. Đó, quay hen làm bê thui cũng được hết em, nói chung rất là ngon đó. Rồi hen thì clip em cũng quay cũng dài rồi, em giá cả chiều cao em báo cho cô anh chị mình biết rồi, thì cô anh chị mình coi đi xem đi, có ưng ý cứ alo cho em hen. Thì em kết thúc video đây, cảm ơn cô anh chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ tài năng thời gian qua hen. Tại cảm ơn cô anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú chị, cô chú chị ạ. À, em đang đứng xa có 10 mét luôn nè, các nhà thấy á hen. Rồi ok, rồi chào tạm biệt cô anh chị nha. Đó, đứng xa 10 mét à, quá trời cái lô bò đẹp.